chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh Long An chịu ảnh hưởng rãnh thấp xích đạo có trục ở vào khoảng 4 đến 6 độ vĩ bắc, hoạt động không mạnh và dịch dần lên phía bắc. Trên cao áp cao cực nhiệt đới có trục giáp qua Trung và Nam Trung Bộ, nâng dần trục lên phía bắc có cường độ ổn định. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho địa bàn tỉnh Long An. Trong đêm nay và ngày mai, trên địa bàn toàn tỉnh chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng gió giật mạnh, lốc sét, mưa đá trong dông. Ngày nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, độ ẩm trung bình từ 65 đến 75%. Về tình hình thủy văn, mực nước lên nhanh theo triều trong những ngày tới. Dự báo ngày mai 8 tháng 5, mực nước ở các trạm chính như sau: tại trạm Tân An là 1,15m, tại trạm Bến Lức là 1,35m, tại trạm Mộc Quá là 0,50m. Trong ngày có khả năng xuất hiện với khoảng thời gian từ 4 giờ đến 6 giờ và 16 giờ đến 18 giờ. Riêng Mộc Quá đỉnh triều xuất hiện vào lúc 8 giờ đến 10 giờ và 22 giờ đến 0 giờ. Về tình hình độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Long An, theo dự báo, độ mặn duy trì ở mức cao. Dự báo ngày mai 8 tháng 5, độ mặn đo được ở các trạm chính như sau: tại trạm Cầu Đổi trên sông Dàm Cỏ cách cửa sông 20 km, độ mặn đo được là 19,2 gram trên lít; tại trạm Bến Lức trên sông Dàm Cỏ Đông cách cửa sông 67 km, độ mặn đo được là 8,8 gram trên lít; tại trạm Tân An trên sông Dàm Cỏ Tây cách cửa sông 80 km, độ mặn đo được là 9,4 gram trên lít. Dự báo ranh giới độ mặn 4 gram trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng 120 km ở Dàm Cỏ Tây, thị trấn Thạnh Quá, Thạnh Quá, hơn 93 km ở sông Dàm Cỏ Đông, Cụ Thành, Đức Hòa. Còn ranh giới độ mặn 1 gram trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 140 km ở Dàm Cỏ Tây, Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, hơn 130 km ở sông Dàm Cỏ Đông, thị trấn Diệu Hòa, huyện Đức Hòa, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Tại khu vực miền Đông Nam Bộ, khu vực này đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, đề phòng gió giật mạnh, lốc sét, mưa đá trong dông. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ, có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 cho đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đối với khu vực miền Tây Nam Bộ, khu vực này đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa, đề phòng gió giật mạnh, lốc sét, mưa đá trong dông. Ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 cho đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.